những phụ kiện đạp xe không thể thiếu dành cho những dân đạp xe. Những dân chơi xe đạp địa hình, ngoài việc sắm sửa cho mình một chiếc xe phù hợp, ưng ý, thì ngoài ra còn phải sắm sửa cho mình khá là nhiều những dụng cụ, đạo cụ và những sản phẩm đi kèm. Vậy, những phụ kiện đó là gì? Chúng ta hãy cùng đi theo dõi và tìm hiểu qua video sau đây của Đạp Xe 360 nhé! Quần áo đạp xe, quần áo phản quang. Quần áo đạp xe được thiết kế với chất liệu co giãn, bó sát, mang tới cảm giác thoải mái khi đạp xe. Bởi vậy, đây là món phụ kiện đầu tiên bạn nên nghĩ tới. Bên cạnh đó, để đảm bảo an toàn hơn, bạn cũng có thể lựa chọn loại quần áo phản quang cho mình trong mỗi chuyến đi. Đây cũng là phụ kiện quan trọng với những ai có thói quen đạp xe vào buổi sáng, buổi tối, những thời điểm ánh sáng bị hạn chế. Sử dụng quần áo phản quang để tạo hiệu ứng tương phản, giúp cho người xung quanh nhìn thấy bạn, tránh trường hợp va chạm đáng tiếc xảy ra. Mũ bảo hiểm. Mũ bảo hiểm là một trong những phụ kiện quan trọng và không thể thiếu đối với mỗi người chơi xe đạp thể thao. Đây là phụ kiện có tác dụng bảo đảm an toàn cho bạn trong quá trình di chuyển. Bởi vậy, bạn nên lựa chọn sản phẩm có chất lượng tốt, lựa chọn size phù hợp với vòng đầu của mình để phát huy hiệu quả tốt nhất. Bạn có thể lựa chọn loại mũ có kính liền để bảo vệ đôi mắt của mình trong mỗi chuyến đi. Ba lô, túi sách và giỏ xe. Ba lô, túi sách hoặc giỏ xe là một trong những phụ kiện xe đạp cần thiết cho một chuyến đi dài. Bởi trong chuyến đi này, bạn phải mang theo khá nhiều đồ và những phụ kiện trên sẽ phát huy tác dụng tối đa. Thay vì sử dụng một chiếc ba lô khoác trên lưng, bạn nên lựa chọn ba lô treo bên hông xe đạp là tiện lợi nhất. Những phụ kiện trên cũng dễ dàng tháo ra, lắp vào theo một cách tiện lợi nếu bạn không cần đến chúng, mà cũng không ảnh hưởng gì tới vẻ đẹp của chiếc xe. Khóa xe. Mỗi chiếc xe đạp thể thao có giá trị không hề rẻ. Mặt khác, đây cũng là người bạn đồng hành trên những chặng đường. Vì vậy, đừng bỏ quên chiếc khóa xe để bảo vệ tốt nhất cho chiếc xe của mình. Hiện nay, nhiều người lựa chọn loại khóa dây nhựa bên trong có lõi thép để bảo vệ xe. Bạn có thể lựa chọn ở khóa số hoặc loại khóa có đi kèm chìa khóa, bộ lục giác sửa xe. Một lục giác sửa xe là phụ kiện không thể thiếu. Xe đạp thể thao về cơ bản cũng được thiết kế giống một chiếc xe đạp bình thường. Sắm cho mình bộ dụng cụ sửa xe để tự mình khắc phục những vấn đề này không may xảy ra với bạn trong quá trình di chuyển là một điều cần thiết cho sự an toàn của chuyến đi. Đèn cho xe đạp. Phụ kiện này phát huy tác dụng tối đa khi bạn di chuyển vào trời tối. Một chiếc đèn ở phía trước của xe giúp bạn soi sáng, làm tác dụng báo hiệu đối với những phương tiện giao thông khác là yếu tố cần thiết. Bạn có thể dùng đèn pin hoặc sử dụng loại đèn điện nhỏ gắn ở bánh trước, vừa tiện lợi lại vừa không lo lắng về việc hết pin. Bơm xe. Bơm xe bạn luôn phải mang theo mình trong mỗi chuyến đi, đặc biệt là những chuyến đi dài. Khi xe gặp vấn đề về lốp hoặc xăng sau khi sửa chữa, bạn cũng cần có bơm thì mới có thể tiếp tục được cuộc hành trình của mình. Lưu ý, bạn cần phải lựa chọn được loại bơm phù hợp với van và lốp xe của mình. Vì vậy, trước khi mua bơm, bạn cần kiểm tra kỹ lốp và van xe. Hiện nay, ngoài một số loại bơm truyền thống thì có loại bơm cho phép người dùng cắm trực tiếp vào van xe. Bình nước và giá để bình nước. Bình nước và giá để bình nước là phụ kiện xe đạp không thể thiếu. Khi cảm thấy mệt mỏi, một chai nước chính là vị cứu tinh của bạn trong trường hợp này. Trên đây là những phụ kiện xe đạp không thể thiếu cho các bạn dành cho những buổi đi đạp đường dài hoặc những buổi chinh phục các cung đường. Hãy tiếp tục theo dõi các video mà chúng mình gợi ý sau đây nhé. Hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video tiếp theo.